kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, sau khi tăng mạnh trong quý 1 năm 2018, đạt mức cao nhất tại 1.204 điểm vào ngày 9 tháng 4, thì thị trường chứng khoán bắt đầu xu hướng điều chỉnh giảm. Từ giữa tháng 5 đến nay, thị trường có xu hướng điều chỉnh giảm mạnh hơn. VN Index đã giảm gần 20% về mức 963,9 điểm tại ngày 25 tháng 5. Và từ tháng 2 năm 2018 đến nay, thì nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với tình trạng mua ròng mạnh diễn ra trong tháng 1 vừa qua. Động thái bán ròng của khối ngoại có phải là nguyên nhân duy nhất khiến thị trường điều chỉnh hay không? Kết thúc tháng 6 này, VN Index có thể trụ vững được mốc kháng cự là 1.000 điểm quan trọng hay không? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Thị trường chứng khoán điều chỉnh có đáng lo ngại. Mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi những con số về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 5 vừa qua phóng sự mà chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Sau khi tăng mạnh trong quý 1 đạt mức cao nhất 1.204 điểm vào ngày 9 tháng 4, thị trường chứng khoán bắt đầu xu hướng điều chỉnh giảm. Từ giữa tháng 5 đến nay, thị trường có xu hướng điều chỉnh mạnh hơn. Chỉ số VN-Index đã giảm gần 20% về 963,9 điểm tại ngày 25 tháng 5 và tiếp tục giảm 24 điểm ngày 28 tháng 5. Cũng trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trong một số phiên như các phiên ngày 21 tháng 5 436 tỷ đồng, ngày 22 tháng 5 là 596 tỷ đồng và ngày 25 tháng 5 là 508 tỷ đồng. Tính đến ngày 25 tháng 5, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5.332 tỷ đồng trên cả hai sàn. Tuy nhiên, dòng vốn nước ngoài vẫn tiếp tục vào ròng ở mức độ tương đối cao, đạt 615 triệu đô la Mỹ trong tháng 4 và 809 triệu đô la Mỹ trong tháng 5. Giá trị vốn ngoại chảy vào dòng lũy kế từ đầu năm đến ngày 22 tháng 5 đạt gần 2,35 tỷ đô la Mỹ, bằng 80% mức vào dòng của cả năm 2017 và cao hơn nhiều so với mức vào dòng năm 2016, con số 1,28 tỷ đô la Mỹ. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam, sẵn sàng giải ngân ở thời điểm phù hợp. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, gần đây hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 6 và tháng 7 được giao dịch quanh mức chỉ số VN30 trên thị trường cơ sở. Điều này cho thấy nhà đầu tư chưa có đánh giá rõ ràng về diễn biến chỉ số VN30 trong ngắn hạn. Dư nợ giao dịch ký quỹ vẫn tăng từ đầu năm, nhưng từ cuối tháng 4 bắt đầu có xu hướng giảm và vẫn trong tầm kiểm soát. Tại ngày 18 tháng 5, dư nợ giao dịch ký quỹ là 42.988 tỷ đồng, giảm 11,5% so với ngày 20 tháng 4, nhưng vẫn tăng 11,4% so với cuối năm 2017. Dòng tiền tài trợ từ hệ thống ngân hàng cho hoạt động chứng khoán có xu hướng giảm từ cuối tháng 4. Tại ngày 18 tháng 5, tổng giá trị tài trợ từ ngân hàng là 68.821 tỷ đồng, giảm 4,7% so với ngày 20 tháng 4. Thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 và khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến đã đẩy lợi tức trái phiếu của Mỹ tăng lên mức cao nhất tháng 5, chạm ngưỡng 3,06% vào ngày 22 tháng 5. Trong tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu có xu hướng rút tiền ra khỏi thị trường mới nổi tính đến ngày 18 tháng 5. Họ đã rút ra khỏi thị trường Malaysia là 625 triệu đô la Mỹ, Hàn Quốc là 853 triệu đô la Mỹ, Thái Lan rút ròng 703,4 triệu đô la Mỹ, Indonesia rút ròng 550 triệu đô la Mỹ, Philippines rút 105 triệu đô la Mỹ, Ấn Độ là 583 triệu đô la Mỹ và Đài Loan là rút ròng 392 triệu đô la Mỹ. Thị trường chứng khoán thế giới từ Mỹ, châu Âu, châu Á đều đã điều chỉnh giảm từ tháng 1 năm 2018, mức giảm phổ biến từ 7 đến 10%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh trong một thời gian dài. Chỉ số VN-Index năm 2017 đã tăng 48% và tăng tiếp 17% trong quý 1 năm 2018, nên nhiều nhà đầu tư có tâm lý suất lời. Tâm lý đó diễn ra đúng vào thời điểm lãi suất trên thị trường quốc tế tăng, thị trường chứng khoán thế giới điều chỉnh giảm nên tác động cộng hưởng càng lớn. Ở mặt bằng giá hiện tại, chỉ số P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 17 lần là mức thấp so với nhiều thị trường chứng khoán quốc tế. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy được thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhiều phiên biến động lớn. Điều này khiến giới đầu tư vô cùng lo lắng cũng như e ngại khi đầu tư vào thị trường chứng khoán cơ sở. Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho thị trường có nhiều phiên điều chỉnh giảm mạnh như vậy? Động thái bán ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua có phải là một yếu tố tác động tiêu cực đến thị trường hay không? Và các thành viên của thị trường sẽ dự đoán như thế nào về xu hướng sắp tới của thị trường và VN Index? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi.
Năm 2017 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tháng 1 năm 2018, thị trường tiếp tục đi lên trong sự tích cực của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, sự điều chỉnh mạnh trong các tháng 4, tháng 5 vừa qua là sự điều chỉnh hợp lý của thị trường. Sau một cái nhịp tăng điểm tương đối mạnh từ đầu năm 2016 cho đến nay thì chính thức là cái nhịp điều chỉnh sâu vừa qua là cái nhịp điều chỉnh đầu tiên và mang tính cái nhịp điều chỉnh mạnh và dàn trải ở trên diện rộng ở đa số các nhóm mã cổ phiếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thì theo tôi đánh giá thì cái nhịp điều chỉnh vừa rồi là nói chung là phù hợp thôi. Tuy là trước đó thì khá là khó để mà có thể xác định được là bao giờ sẽ xảy ra nhịp điều chỉnh và nhịp điều chỉnh kéo dài bao lâu thì khó xảy ra, nhưng mà sau cái nhịp điều tăng điểm đến kéo dài đến 2 năm thì cái việc thị trường điều chỉnh mạnh là cái điều hoàn toàn là hợp lý để giải tỏa cái áp lực bán chốt lời. Bên cạnh đó, trong giai đoạn thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ cùng động thái tái cơ cấu danh mục của khối nhà đầu tư nước ngoài đồng loạt xảy ra đã khiến cho toàn thị trường chìm trong sắc đỏ giảm điểm. Thị trường mà thời gian vừa qua ấy thì cũng là một cái khoảng mà nó cũng thiếu vắng cái thông tin hỗ trợ, và cái tháng 5 thì cái chu kỳ là cũng không có nhiều thông tin và thông thường là các cái giao dịch trên thị trường là cũng suy giảm, do đó là khi mà trùng với thời điểm các cái nhà đầu tư nước ngoài, các cái quỹ đầu tư lớn thực hiện tái cơ cấu cái danh mục của họ, bán bớt các cái cổ phiếu vốn hóa lớn ở trên sàn và chuyển sang mua những cái cổ phiếu mà sắp lên nhất hoặc là vừa mới lên nhất thì dẫn đến là thị trường chịu cái áp lực tiêu cực và giảm điểm rất là nhanh. Với mức định giá cao sau giai đoạn tăng nóng, các chuyên gia cho rằng sự điều chỉnh vừa qua sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở về mức định giá hợp lý hơn. Thị trường chứng khoán Việt Nam mặc dù đã điều chỉnh hơn 10% từ mức đỉnh, nhưng mà định giá của thị trường chúng ta vẫn chưa phải là rẻ, với mức PE là 19, cao hơn so với Thái Lan và Malaysia là từ 17 đến 18. Một câu chuyện nữa là mặc dù là PE cao, nhưng mà tăng trưởng thực sự của các doanh nghiệp niêm yết thì không thực sự là cao. Khá nhiều những cái nhóm mã cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng đến cái vùng giá quá cao so với cái giá trị thực, vì vậy cái việc điều chỉnh để về cái vùng giá hợp lý hơn là điều phù hợp. Về dự báo thị trường trong thời gian tới, các thành viên trên thị trường đã đưa ra những ý kiến trái chiều, tuy nhiên xu hướng dài hạn của thị trường vẫn được dự báo tích cực. Tháng 6 là thị trường thiếu vắng cái yếu tố thông tin hỗ trợ. Trong tháng 6 mặc dù xuất hiện thông tin về cái kỳ cơ cấu nâng hạng của MSCI, tuy nhiên là nhiều khả năng thì chúng ta cũng chưa có những cái chuyển biến gì mới trong cái báo cáo của MSCI. Thì trong tháng 5, tháng 6 thì tôi cho rằng là cái xu hướng hồi phục mạnh của thị trường sẽ khó xảy ra. Và khả năng cao là thị trường sẽ biến động theo xu hướng có thể là điều chỉnh nhẹ và giằng co phân hóa giữa các cái nhóm ngành, và xu hướng điều tăng điểm thực sự chỉ có thể quay trở lại vào khi mà cái thời điểm bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 2 đổ về sau. Chúng tôi đã đưa ra hai kịch bản phục hồi là kịch bản trung bình lên mốc 1070 điểm, và hiện nay thì cái chỉ số VN-Index đang chạm vào cái mục tiêu của kịch bản này rồi. Và một cái kịch bản tích cực hơn là có thể hồi phục mạnh lên mốc 1140 điểm. Thì hiện tại thị trường đang có những cái dấu hiệu tích lũy ở dưới mốc 1070 điểm, và hiện tại chúng tôi cũng chưa thấy cái dấu hiệu gì mà chỉ số sẽ quay đầu đi xuống, và chúng tôi vẫn đang tăng dần cái kỳ vọng là chỉ số này có thể vượt qua được cái mốc 1070 để tiến lên mốc 1140 điểm. Như vậy, sự điều chỉnh trong thời gian vừa qua của thị trường là diễn biến tất yếu. Các chuyên gia cho rằng sự điều chỉnh này sẽ giúp thị trường chứng khoán trở về mức định giá hấp dẫn hơn, từ đó lấy đà để tăng mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Để có những đánh giá sâu hơn về diễn biến của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua và nhận định về xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có những chia sẻ với chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay cùng phóng viên của VITV. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn bà tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VTV. Thưa bà, thời gian vừa qua thị trường chứng khoán đã có những cái phiên sụt giảm rất là mạnh và nhà đầu tư thì rất là lo lắng bởi vì chỉ số VN-Index đã có nhiều phiên xuyên thủng mốc 1.000 điểm. Vậy thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có những cái đánh giá, những cái chia sẻ như thế nào về cái diễn biến này của thị trường chứng khoán ạ? Đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 là diễn biến khá tương đồng đối với cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thế giới. Và như quý vị cũng đã biết là thị trường chứng khoán thế giới cũng chứng kiến một cái đợt tăng trưởng rất là ấn tượng. Nhiều thị trường cũng đạt được những cái gọi là đỉnh lịch sử của họ trong khoảng cuối tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên thì sau khi mà thị trường chứng khoán thế giới bắt đầu giảm điểm kể từ cuối tháng 1 thì thị trường Việt Nam diễn biến hơi lệch pha một chút, tức là lại tiếp tục tăng cho đến tháng 4 rồi thì giảm. Thế có nghĩa rằng là thật ra ấy, là cái
cái việc mà tăng lên đến đỉnh rồi giảm ấy là đã được các nhà đầu tư dự đoán trước, vì nó đã nhìn thấy là cái diễn biến song hành của thị trường thế giới, tức là sau khi đã tăng lên đỉnh thì đã giảm. Chỉ có điều khác ở đây là cái đà giảm của Việt Nam là có vẻ như là mạnh mẽ hơn so với cả thị trường chứng khoán thế giới. Thời gian gần đây thì chúng tôi cũng nhận thấy là mặc dù là thị trường có giảm điểm, tuy nhiên là một số cái chỉ tiêu nó cũng vẫn là khá là khả quan. Ví dụ như là cái thanh khoản của thị trường vẫn giữ được ở mức độ tốt. Cái thanh khoản trung bình của thị trường ấy, trong từ đầu năm 2018 đến nay thì vẫn đạt được trên 8.000 tỷ một phiên. Con số cũng khá là tốt so với năm 2017. Bà có thể cho biết về cái tỷ lệ margin cũng như là cái hiện tượng giải chấp trong thời gian vừa qua có đáng lo ngại không ạ? Dòng tiền, cái dư nợ giao dịch ký quỹ thì trong thời gian gần đây thì có thể có xu hướng giảm, bắt đầu từ tháng 4 trở lại đây thì có xu hướng giảm. Và cái con số này tháng 5 thì hiện nay đang giảm khoảng hơn 11% so với tháng 4, và nó tiếp tục giảm. Và mặc dù ấy là thị trường có những cái phiên giảm điểm khá mạnh, có những phiên thì giảm 20-30 điểm, thế nhưng mà cái giá trị chứng khoán mà bán giải chấp Foxen ở các công ty chứng khoán như chúng tôi nắm được là không cao. Do vậy cho nên có thể nói rằng là hiện nay cái vấn đề mà giao dịch ký quỹ, cái áp lực về bán giải chấp cũng không phải là yếu tố tác động quan trọng đến cái đà giảm của thị trường trong thời gian vừa qua. Theo bà là những cái nguyên nhân gì đã khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh thời gian vừa qua? Mà chủ yếu nó đến từ những cái nguyên nhân ví dụ như là cái tác động của xu hướng của thị trường chứng khoán thế giới, rồi thì cái tác động của cái tình hình kinh tế chính trị thế giới. Đấy, như các bạn cũng biết là cái căng thẳng thương mại Trung Mỹ, hoặc là vấn đề liên quan đến câu chuyện Fed là tăng lãi suất và dẫn đến cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó tăng đến mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, nó sẽ tác động đến cái nhìn nhận của các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái quỹ đầu tư lớn, trong việc sẽ rút dần vốn từ các cái thị trường cận biên và chuyển nó sang các cái khu vực thị trường phát triển. Thì cái xu hướng rút vốn này nó diễn ra không phải chỉ riêng ở trên thị trường Việt Nam mà nó diễn biến trên toàn bộ thị trường thế giới, và đặc biệt là trong thị trường ASEAN trong thời gian vừa qua, thì trong đặc biệt là tháng 5 thì chúng tôi cũng nhìn nhận được có một cái sự rút vốn ra khỏi các cái thị trường chứng khoán châu Á, và ví dụ như là Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines thì đều nhìn thấy cái việc là cái dòng vốn ngoại là rút khỏi những cái thị trường này. Cũng có một cái lý do nữa mà chúng tôi nghĩ rằng là nó tác động đến cái đà giảm điểm của thị trường gần đây, đó chính là cái việc mà sau một cái khoảng thời gian mà tăng khá nóng như vậy, đặc biệt là đối với những cái cổ phiếu trong cái nhóm VN30 và những cái cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán bất động sản, là những cái cổ phiếu mà có cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, thì chắc chắn là các cái quỹ đầu tư rồi các cái nhà đầu tư người ta sẽ có cái xu hướng chốt lời. Thì cái tác động chốt lời này chắc chắn nó cũng sẽ làm cho cái thị trường nó sẽ đi xuống. Và ngoài ra thì cũng phải kể đến một cái yếu tố nữa, đó là cái cung hàng hóa trong cái quý 1 vừa rồi và cũng như thời gian gần đây nó gia tăng khá là mạnh. Trong quý 1 thì chúng ta đã có một số cái đợt cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước rất là lớn. Một số cái tên như là công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, rồi dầu Việt Nam, rồi thì tổng ty điện lực dầu khí vân vân. Thế và cũng đã thu hút một cái lượng lớn. Hoặc là thời gian gần đây với cái việc mà huy động vốn để trước khi niêm yết của Techcombank hoặc là Vinhome cũng đã hút một cái lượng vốn rất là lớn của các cái quỹ đầu tư nước ngoài, và họ cũng chia sẻ với chúng tôi là họ tái cơ cấu lại danh mục bằng cách là bán bớt cổ phiếu trên sàn để dồn vốn cho những cái hoạt động huy động vốn này. Nó sẽ tác động đến cái diễn biến giá cổ phiếu ở trên thị trường cơ sở. Vậy thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có những cái nhận định như thế nào về cái sự tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới ạ? Sau một cái đợt giảm điểm như vậy thì cái P/E của một số cái cổ phiếu mà đã tăng nóng cũng đã trở về cái mức khá hấp dẫn. Và cái P/E chung của toàn bộ thị trường bây giờ đã về cái mốc khoảng 17, tức là khá cạnh tranh đối với các cái thị trường trong khu vực. Và do vậy cho nên tôi nghĩ rằng nhiều nhà đầu tư người ta đã nhận ra cái cơ hội là người ta có thể giải ngân ở cái thời điểm phù hợp đối với những cái cổ phiếu tốt, và P/E đã trở về cái mức phù hợp. Và cộng với đó thì dưới góc độ của cơ quan quản lý thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là hiện nay thì cái tình hình kinh tế chung của Việt Nam rất là ổn định. Cái tăng trưởng kinh tế của quý 1 với những cái con số ấn tượng
tốt nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thế còn ngoài ra thì tỷ giá của chúng ta cũng ổn định. Rồi thì các yếu tố như là cái mặt bằng lãi suất cho vay cũng đang trong xu hướng giảm. Và đặc biệt ấy, là cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp trong cái báo cáo quý 1 cũng như là cái báo cáo kinh doanh năm 2017 cho thấy là doanh nghiệp hoạt động tốt và số doanh nghiệp kinh doanh làm ăn có lãi tăng trưởng rất mạnh so với năm ngoái. Do vậy cho nên với những cái nền tảng tốt như vậy thì chúng tôi cũng vẫn cho rằng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có những cái cơ hội nữa trong năm 2018. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.